Tỉnh Lai Châu hiện có trên 2,15 triệu con gia súc gia cầm, trong đó gia súc trên 346.000 con và gia cầm là 1,84 triệu con. Từ đầu năm đến nay, sản lượng thịt gia súc gia cầm xuất chuồng toàn tỉnh đạt 10.300 tấn, trong đó thịt lợn 6.000 tấn, thịt gia cầm 3.500 tấn, còn lại là thịt trâu, bò, ngựa để phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững ngành nông nghiệp khuyến cáo các hộ tăng cường áp dụng chăn nuôi an toàn dịch bệnh liên kết sản xuất chăn nuôi quy mô lớn tập trung có chuồng trại